Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay xin giới thiệu với cả anh em một cái dòng đĩa trà phá gỗ. Thì với dòng đĩa trà này chúng ta sử dụng để trà phá tay vịn cầu thang này, tượng gỗ này, hoặc chúng ta sử dụng để phá các cái bộ bàn ghế gốc. Thì cái dòng này chúng ta được thiết kế các cái đường răng như này, được làm từ chất liệu thép này và có một cái độ nhám để chúng ta rất là sắc, để chúng ta có thể mài hoặc phá một cách rất là dễ dàng, không bị dính như các cái dòng giấy nhám trà thô khác. Thì để anh em chúng ta trải nghiệm theo cái dòng sản phẩm đĩa trà phá gỗ này có mang lại chúng ta hiệu quả, thì ngay sau đây chúng ta sẽ sử dụng thực tế trên các cái dòng phôi gỗ cứng. Với cái dòng này thì chúng ta sẽ có hai loại, đầu tiên là một cái loại có mặt phẳng như thế này, và loại tiếp theo là loại có hình thươn xuống như thế này, để chúng ta có thể sử dụng để chắc các cái ngóc ngách rất là dễ dàng. Đầu tiên để lắp máy thì chúng ta sẽ sử dụng các cái cốt của cái dòng máy mài như thế này để chúng ta lắp các cái dòng lưỡi này vào nhé, và úp cái vị trí nồi ở chỗ cái cốt này chúng ta cố định lại. Thì đây là dạng lõm, còn cái loại phẳng mặt phẳng như này chúng ta cũng làm tương tự như thế. Và anh em chúng ta nhìn thấy thì sau khi chúng ta sử dụng cái đĩa mài phá này, chúng ta phá thì cái độ sâu rất là sâu này, rất là dễ bay. Và đây là gỗ hương rất là cứng anh em nhé. Và với cái dòng sản phẩm đĩa trà phá gỗ kim loại này, hiện tại hệ thống phân phối Vinachi đang cung cấp. Và anh em nào chúng ta quan tâm đến các cái dòng đĩa trà như này thì hãy để lại số điện thoại hoặc bình luận phía dưới để được đặt hàng và tư vấn. Và các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh để nhận được những video về các sản phẩm mới từ hệ thống phân phối Vinachi nhé.